Hoài Linh bị soi loạt bằng chứng tố giả bệnh, cố tẩy trắng ồn ào. Thực hư ra sao? Lùm xùm liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt vào tối ngày 25 tháng 5, đại diện truyền thông còn công khai hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh từng nhập viện để mổ và điều trị u ác tuyến giáp. Theo thông tin do phía nghệ sĩ Hoài Linh cung cấp, nam danh hài nhập viện mổ u tuyến giáp vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 và xạ trị vào ngày 13 tháng 4. Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng xác nhận thông tin bệnh tình của nghệ sĩ Hoài Linh và chuyện bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho nam danh hài. Đáng chú ý, giữa đêm 25 tháng 5, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện bài phân tích đào lại loạt chi tiết đặt nghi vấn về phía nghệ sĩ Hoài Linh. Theo Thánh Soi, vào đúng ngày 15 tháng 10 năm 2020, ngày nam nghệ sĩ mổ u tuyến giáp, trên fanpage của nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải khoảnh khắc chụp cận khuôn mặt nam danh hài. Ở cổ không hề có vết mổ nào. Đặc biệt hơn, chỉ ít tiếng sau khi thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đi chữa bệnh được tiết lộ, dân mạng đã truyền tay nhau bằng chứng cho rằng nam danh hài đã xóa bài đăng vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 để tránh bị bàn tán. Tuy nhiên, thực hư là gì? Trùng hợp, đúng ngày 15 tháng 10 năm 2020, trên fanpage của nghệ sĩ Hoài Linh cũng đăng hình ảnh mới. Phần cổ nam danh hài không hề có dấu của vết mổ nào. Sau ít tiếng khi thông tin đi chữa bệnh được chia sẻ, dân mạng còn lan truyền hình ảnh được cho là nam danh hài đã xóa bức ảnh này đi. Chính vì điều này, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về khoảng thời gian nam danh hài tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên thấy rõ, tính đến thời điểm rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh không có động thái gì mới trên mạng xã hội, cũng như không hề xóa bỏ bài đăng nào. Đào lại những status của nghệ sĩ Hoài Linh trong thời điểm giữa tháng 10 năm 2020 sẽ nhận ra hình ảnh đang bị lan truyền kia có thể được chụp tại khách sạn từ trước ngày 15 tháng 10 năm 2020. Cụ thể, trên Facebook cá nhân vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng bức ảnh này kèm lời than vãn vì ở khách sạn nên không được ăn những món ưa thích. Đến ngày 15 tháng 10 năm 2020, ngày thực hiện ca mổ lấy u ác tuyến giáp, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải lại khoảnh khắc này trên fanpage 12 triệu người theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại, hai hình ảnh này vẫn còn nguyên trên fanpage và trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Hoài Linh, chứ không bị xóa đi như lời đồn. Bên cạnh đó, những hình ảnh mà Hoài Linh chia sẻ lên trang cá nhân vẫn giữ nguyên, không hề có dấu hiệu thay đổi hay xóa bỏ hình ảnh. Thậm chí trên nền tảng TikTok, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ lại các video như cũ. Trong lần đầu tiên trực tiếp lộ diện sau ca mổ, vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh diện áo kín bưng và dường như có một phần đệm lót ở cổ trên livestream ở trang cá nhân. Netizen cho rằng đây có thể là vị trí vết mổ vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 của nam danh hài. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh tiếp tục đăng khoảnh khắc mới để cập nhật tình hình kêu gọi từ thiện nhưng lại kéo cao cổ áo. Dân tình không rõ hình ảnh này được chụp lúc nào, nhưng ở cổ nam danh hài lại không có dấu hiệu bất thường. Đến ngày 12 tháng 2 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện tại tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài. Nam danh hài đeo khăn tang ở cổ và không có dấu sẹo của vết mổ. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng nam danh hài đã hồi phục vì các bác sĩ cũng thông báo tình trạng nghệ sĩ Hoài Linh bình thường sau ca phẫu thuật thành công. Hậu tang lễ người anh thân thiết, Hoài Linh thoải mái khoe cổ Facebook hơn, đặc biệt là trong các livestream của mình. Tuy nhiên, vị trí nơi được cho là vết sẹo ngự trị chỉ xuất hiện những nếp nhăn mờ, khó để phân biệt có phải là sẹo hay chỉ là ngấn cổ. Phải đến clip gần đây nhất trên TikTok được danh hài Hoài Linh đăng tải vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, netizen mới dám khẳng định chắc nịch rằng không hề có vết sẹo nào trên cổ nghệ sĩ cả. Một số ý kiến bên vực cho rằng sau nửa năm điều trị, mọi thứ đã trở về bình thường. Cũng có thể nam danh hài dùng thủ thuật nên vết mổ không còn để lại sẹo. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, cả showbiz Việt và dư luận chấn động về việc danh hài Hoài Linh vẫn còn giữ nguyên số tiền người dân ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trong tài khoản suốt 7 tháng. Tiếp đó, sau gần 2 ngày lộ diện, thông tin nam danh hài vừa mổ u tuyến giáp được công bố. Điều này làm dấy lên nghi vấn trong lòng công chúng. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chiêu trò để tẩy trắng ồn ào? Trên đây mới chỉ là những suy đoán của cư dân mạng về tình hình sức khỏe danh hài Hoài Linh đã gặp phải. Sự thật hư như thế nào? Đây là sự trùng hợp hay là kịch bản vẫn phải chờ thời gian chứng minh và người trong cuộc lên tiếng? Hiện sau phát ngôn hôm 24 tháng 5, danh hài Hoài Linh vẫn chưa có màn tái xuất tiếp theo.